Xe máy thì nhanh. À thế ạ. À đội đấy thì đi nhanh rồi. Nó đi ngược chiều này. Chắc là xe máy cũng lai 2 lai 3. Kẹp 3. Kẹp 3. Và bên bà lốc thì cố à. Vâng. 3 đứa cái. Không bọn nó thì không bị gì nghiêm trọng nhưng mà những vết thương đấy chưa hơi lâu đấy, đánh cổ cái đầu gối đấy là hơi lâu đấy, đang cắt cổ nhưng mà lại không được gì mấy. À, lái xe ô tô có việc gì không chú? Tai nạn này là đang xảy ra ở trên đường Tố Hữu của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đúng chiều nó đâm qua bít, nó đâm ngang thì gì, chúng nhìn cái tình huống nếu mà khi nó đi đường kia lên thì xe đi từ xe sang. Nếu mà nó ré như thế nhá, không bao giờ nó chỉ quay xe như này, nó không bao giờ đâm như thế. Sao lại không đâm được? Sang đường. Nó đi ngược chiều, nó đâm bọn không biết là gì. Ngược chiều với. Nếu nó đi cùng chiều nha, nó sẽ tông vào mặt nó biết luôn, không bao giờ đâm như thế được. Xe đi ngang, xe đi ngang được. Xe bên kia nó vòng lại, xe đi ngược chiều mà. Xe nó quay ngang này luôn. Tôi không biết là đi ngược chiều gì, nhưng mà nếu mà kể cả đi đường kia nó vẫn đâm được như thế. Nó không đi vào đường kia được. Nó nếu mà nó đi cùng chiều thì nó sẽ xử lý được, xe sẽ nó chạy được ngay luôn, không bao giờ đâm như thế. Máy nó trông ác nhỉ. Mà nhìn cái này là đi tốc độ nhanh rồi, quá nhanh. Trông mạnh đấy. Quá nhanh nhìn mới đi như thế này. Nếu như mà nó đi ngược chiều, nó chả bao giờ nó là đâm được như thế luôn. Nó hẳn luôn. Có phải đi được đây này, đó. Con xe vừa cua khác là đâm ầm luôn. Nó đi ngược chiều đấy, ngược chiều đấy. Xe máy này là kẹp 3 này. Tốc độ nhanh vừa nào đi cùng chiều. Ông này đâm sau đít của cái xe ô tô chứ không bao giờ đâm được như thế luôn. Chỉ có đi ngược chiều từ đầu kia kìa. Nó vòng ra đầu kia kìa. Mấy cái quán chú nó đi tắt chỗ ngã tư Bằng Phúc mà. Chứ nó đang đâm là BRT này là không có BRT nào cả. Rảnh đường là ông đâm. Với cái bọn đấy nó đèo gặp nó đi như thế, đi nhanh như thế làm sao? Đây bây giờ có các anh công an đến để giải quyết hiện trường, giải quyết vấn đề. Thank you.
chỗ ông đi nhanh đi. Đây là cùng chiều đi đi. Thằng này là đi thẳng nhá. Nhưng mà thằng này, này là đi đúng. Nhưng mà tôi là mua mà. Như như thế này chẳng biết được là đi cùng chiều hay ngược chiều, nhưng khả năng đi ngược chiều là cao thôi. Còn không nhưng mà xe máy đi như thế này là cái tốc độ của nó đi khá là nhanh thì nó mới đâm được như thế này. Đấy, nó mới đâm mót được như thế này, còn không thì nếu mà đi nó đi chậm chậm thì nó không mót được như thế này. Biển số là 30V0838, đấy là ô tô. Không biết là lúc này có mấy người là về ngó biển số đánh đề. Con cô bác khi mà về với Hà Nội, chúng ta lưu thông ở trên các tuyến đường rất là cẩn thận. Như Minh Toàn cũng vừa nghe được cái thông tin ở đây là xe máy là chở ba, chở hình như là các bạn gái để đi phục vụ các nhà hàng, nhà karaoke thì ở đây là các bạn gái đấy phục vụ và đâm vào ô tô như thế này. Bóp nhỏ như này rất là bởi vì là nếu mà tình trạng như thế này thì theo phán đoán cá nhân của Minh Toàn thì xe máy này đi rất là nhanh và cũng khả năng là đi ngược chiều nữa. Thành ra là quý vị và bạn khi mà chúng ta lưu thông cũng như bà con cô bác mà về quê chúng ta lưu thông ở trên tuyến đường Tô Hữu thì cũng rất mong quý bà con cô bác chúng ta hãy thận trọng. Đây là tai nạn xảy ra trên đường Tô Hữu thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam ngày nay.